hai cái lái hết tôi chơi lên đây luôn. Ấy ấy dính. Trời. Đem cái sổ ra kéo điếu thuốc. Đi có đi hút thuốc chưa? Hẹn gặp tại chỗ cũ. Gặp đứt em. Vậy là bữa nay nó hẹn giữa tàu rồi. Trời ơi, bữa nay em đang đuối bụng chưa? Đi ăn đi, còn thời gian. Giờ này chóng lỏng rồi, 12 rưỡi rồi. Ăn cho nó khỏe. Nhưng với xếp qua xếp lại hay đi lên đây luôn. Mà đi mua bánh bao ăn đi em. Bao hả? Ừ. Mua cặp trái sao bạn? Lâu rồi chuẩn bị á. Nắm lưng luôn kìa. Ngày quá ta. Kìa. Ngày quá ta. Thôi. Tao thích mấy em có ngày gì lắm. Chèo lên nhúng á. Trời ơi, ăn ba trái chuối luôn dữ à trời. Còn ai ăn cơm mà chưa ăn chuối thì chiều nay liên hệ tôi. Chai chuối người ta quanh năm suốt tháng mà. Thế là ăn vitamin chai tao kệ tao có vitamin K nó mới đúng. Trời kỳ quái. Chích chưa? Chích rồi hả? Rồi rồi. Rồi rồi. Nè nó hỏi mày kiếm chỗ nào nãy giờ trốn chỗ nào mới nói đi nè. Đó chưa? Bà cố bưng canh mát vô lưng nữa. Thôi chưa. Lấy ra đi theo giả bộ con gái nó bà cố rồi đây nó bà cố trời. Mình ra đi mình đứng lại đó bà sao bà thắng không ăn gì vậy? Trời ơi dữ. Nhỏ nào nè nghe. Nhỏ nào đĩa rồi. Đi cái bả luôn rồi kìa. Cái chuyện của người ta xuống nhà ta ngủ rồi anh chị không ai ngủ được chứ là tới 43 rồi ông quơ quơ hoài em nội nữa. Vô ngồi ầm được 4 muỗng hết mẹ cơm kìa. Trời ơi ầm 4 muỗng kìa. Muốn muốn đâu rồi. Nghe nghe nó có gậy không? Hả? Qua chơi gậy chơi hả? Nam hay nữ? Chứ còn gì nữa? Đi nhậu cái gì? Cuối tháng này ở ra tháng sau đi. Mình nghe ăn bữa 10 tây á. 10 tây luôn đó. 10 tây là bữa lẫn luôn đó. Hoành tráng là chủ nhật ký đó. Nghỉ luôn. Ủa 10 tay ngày thứ bảy hả? Ô má này tính rồi trước luôn bay. Tính ngày chẳng thành tính luôn tháng sau luôn trời ngày thứ bảy luôn chủ nhật chơi luôn. Công nhận dữ vậy. Tính tới đó rồi còn không lại. Tính tới đó luôn. Tính nhiều còn ra đường thua người ta đó. Không lại ra nữa đó. Ừ. Thì đó. Cái ngày đầu tiên nó nộp hồ sơ là nó đã điểm cái tháng sau ngay bữa nào đánh luôn. Ngay bữa nào chơi luôn. Tính lương sao mới đi. Tháng này 31 đây nè, 31 đây là nó quốc ngay chăng là bữa thứ 7. Mai thứ 6 hả? Ủa, ngày mai thứ 7 chứ. Đúng rồi đó. Ngày mai thứ 7. Mai thứ 7 đi làm xong bữa nữa là giặt đồ luôn rồi đó. Được rồi đó. Mặc hết từng. Mặc đồ đủ. Nghe nào giặt ngày đó không nội?
Đâu có đâu, tao từng mới giặt lần nào hết đồ luôn, từng người tao mới giặt. Lấy đi dép đó, nãy lấy dép đi dằn rồi. Trường xưa nay vắng bóng em thôi. Tại sao tôi lại mất nàn? Người yêu tôi ai cướp? Ai cướp linh hồn tôi? Tại vì mình vô bữa 10 đây là ngang 46 rồi. Trời cha cho tính hay thấy sợ gì chứ. Bữa mà mình vô tính tới tính lùi giật lại thứ năm. Bên phải rồi ba, bữa đó mình vô cái chân 8 tay phải rồi. Phải 10 bữa mình vô cái chân 10 tay á. Nó là lương là tháng sau mình có là 10 tay. 8 tay tới 10 tay cũng đưa nữa chứ đâu đưa đâu. Thì đó, bởi vì bây giờ ngang chân 10 tay thứ năm này tại vô 8 tay. Gì em? Cái... Em yêu ơi, tình này răng hết với em. Có gì gì chiều đó, đó. Chiều đó. Đều. Ủa? Mình cũng muốn vậy đó. Ước gì mình được như anh ấy. Đó mà nói thằng mập nó không ăn hả con? Nó ăn mà sập cái nhà ăn luôn á. Vậy mà nó nói là không ăn kìa. Ăn giờ này nó mới xuất hiện. Biết nào có cô Tiên xuất hiện cho mình được điều ước ấy vậy. Điều ước ấy là gì trời? Nổi. Mới nói rồi đó.